Em xin chào tất cả anh em mình hen, hai thợ nhí của em nè. Tiền tài bắt đầu nó núp giấc này, núp gốc ổi anh em ơi. Nhưng mà nãy em thấy cái máy này ngon quá, em quay lên cho anh em bà con mình coi. Thì em còn mấy cái sườn dưới nè, đặc biệt là cái máy màu xanh em nói anh em nè, máy này nè là về đổ xăng vô chạy luôn. Hai thằng tiền tài nhờ hai đứa con test hàng ra ra vô cho bà con mình coi cái máy sới này. Máy sới này đặc biệt là răng dài nha anh em. Cái dòng này là rất nhiều bà con chuộng nè. Máy này về là có xăng chạy luôn. Còn nóng e gì đâu. Là đặc biệt là có xăng về chạy luôn, không cần can thiệp gì hết nha anh em. Máy này anh em cũng như bà con cô bác mình có miếng vườn nhỏ nhỏ á, mua về sới trồng rau ấy. Vừa làm vườn rau sạch là tuyệt vời. Cái này cách thức sử dụng sao con? Trước tiên là bẻ công tắc qua đây hả? Dạ bẻ công tắc qua đây. Qua đây chạy à, kéo qua là cái mũi tên nó đi về hướng này. Dạ. Đúng không? Dạ. Con này ta lên ra. Dạ. Con này là cần số hả? Dạ, này kéo vô là vô số rồi kéo cái này là máy chạy. À. Vô số rồi kéo cái này là máy chạy. Dạ. Còn bẻ ra là nó giả nhả ba da. Dạ. Rồi nhờ con test lại cho bà con mình cái. Số tới đúng không? Con gặp qua là số tới đúng không? Số tới nhanh. Số tới chậm là chỗ nào? Rồi nó thành đục quá anh em ơi. Đó là số chậm. Nó này tới chậm. Cái này là đặc biệt để dành cho mình xuống vỏ không? Đó là mình đi những cái dốc cầu mình đi chậm để mình cho nó chắc hết. Cái này cái đầu máy là cái đầu máy lắp cứng anh em. Đặc biệt là chưa vỏ luôn. Rồi con đi tới vô ụ nó lại bắt đây. Anh em nhìn hai cái chục tới nó còn dần hít luôn. Nghe cháu này con này nó giỏi thì chắc này nó dọn. Nói chung là tụi em đang chuẩn bị Tết từ từ anh em ơi. Dọn từ từ, cái nào dọn được thì dọn. Hay là tính dọn trống đằng nữa, cứ vợ cho em thêm bà nữa không biết nữa. Hai này im nè anh em, thằng tiền với thằng tài nó không có mét, còn thằng chuyển thì nó gian không phải mét vợ mà hai lần rồi nè. Ủa thằng tiền mét, thằng tiền mét rồi, thằng tiền no rồi con ơi, Tết này khỏi lì xì luôn. Xong rồi ai chưa mét làm chi. Rồi em cũng báo giá cho anh em mình luôn nha, cái máy này em bán cho anh em là giá xả của năm anh em 4.4 triệu em bao ship, còn anh em nào mua tại chỗ thì em tính anh em 4 triệu ha. Cái máy sới này đặc biệt anh em là về không đụng một cây chìa khóa luôn, về đổ xăng vô chạy luôn, tự động nó chạy luôn, không cần can thiệp gì hết. Còn những cái sườn sới như gì nè, em cũng xin báo giá lên anh em mình nha. Cái này anh em về chỉ có việc là gác cái đầu máy xăng lên, cái đầu Honda 5 ngựa 5 hay là 6 ngựa gì đó, anh em cứ bỏ lên là anh em bị dây cu go trong đây nó sẵn hết rồi. Anh em bắt 4 con ốc canh cái nền lại là anh em có một cái máy sới sử dụng gia đình rất là tiện dụng luôn. Mình muốn sới giờ giấc nào không có lệ thuộc, không có ảnh hưởng gì tới, nói chung là không có chờ đợi á. Thay vì anh em mướn một cái máy sới là có khi cái miếng vườn mình nó nhỏ, mình kêu người ta có khi người ta chậm trễ, người ta không có lợi, để nó ảnh hưởng tới công việc của mình. Còn cái này là anh em chủ động được hoàn toàn, xong mùa vụ anh em có thể là lột cái đầu máy ra. Còn cái số này thì em bao số nha anh em, cái nào cứng là tụi em sẽ làm lại cho anh em miễn phí. Như cái này là cái này lên nó bị cứng nè, cái này là thì thợ em nó quen với cái này, quá quen với cái này rồi, sẽ nhờ anh em thợ sẽ làm hoàn chỉnh lại cho anh em. Cái sườn này thì 2.3 bao ship anh em, anh em nào làm được cái thì hú em nha. Mỗi cái sườn gì nè, anh em về với việc gác cái đầu máy lên là 2.3 bao ship, anh em nào làm được hú em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em, cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều, cảm ơn hai đứa con nha.